liên tục cập nhật tất cả những mẫu xe ô tô cũ đã qua sử dụng. Thì hôm nay đây, bên em Lê Hương Ô tô Hải Dương, em lại về thêm được cho mình một chiếc xe Kia Morning bản nhập khẩu nhá. Nhưng đây là một chiếc xe Kia Morning số tự động bản nhập khẩu, trang bị động cơ chỉ có 1.0 thôi. Form dáng hatchback rất là đẹp và với lớp sơn màu vàng. Chiếc này em đang bán với giá chỉ có 235 triệu, Kia Morning số tự động đời 2010 bản nhập khẩu. Và bây giờ thì em xin mời toàn thể khách hàng đi cùng em Lê Hương, đi cùng em và xin một chút thời gian quý báu của mình để đi xem hết video này. Vì em nghĩ rằng với cái dòng xe Kia Morning quốc dân này thì mục đích sử dụng và các bác hỏi mua rất là nhiều, nhất là những bác nào mà đang có ý định là mới lấy bằng này hoặc là học lái này, thì chiếc này với hơn 200 triệu học lái cũng ok mà đi gia đình rất là chuẩn này. Các bác nữ mà thi bằng B1 mà thi bằng số tự động thì đây sẽ là một cái gợi ý cho mình khi mà mình đi trước xe này nhé, đi cực sướng cho em. Số tự động với la răng hoa mai thể thao 4 bánh đẹp cho em. Các bác nhìn form dáng này, nhìn nhỏ gọn vậy thôi nhưng mà ngồi vào bên trong rất là thoải mái luôn. Form dáng hatchback đẹp, những đường dập lồi các bác nhìn cho em nhé, rất là thẳng này, khớp lối thì rất là khít, không hề bị thô. Hiện tại thì em nó đang là biển 88 Vĩnh Phúc này. Không biết là sau cái video này của em Lê Hương thì em nó sẽ về làm dâu của biển nào, để tỉnh nào đây ạ. Cụm đèn pha phía trước là đèn halogen siêu sáng này, có đèn gầm đầy đủ cho em nhé. Hai bên cụm đèn pha đều ốp hết mạ chrome cao cấp cho em rồi, cũng như là cái mặt ga lăng của Kia này, với cái lưới tản nhìn rất là chất luôn. Đèn gầm đầy đủ này, xin nhan trên gương. Đứng sang góc bên này cho các bác nhìn thấy được toàn thể hình dáng của em nó nhé. La răng thể thao hoa mai, phanh ABS chống bó cứng. Hai bánh trước là phanh ABS, còn hai bánh sau là phanh tang trống này. Lốp thì còn vẫn còn rất là ngon, chưa phải thay đâu, 1-2 năm nữa mới phải thay. Gầm bệ thì chắc chắn một điều, không hề bị mục mọt. Đời 2010, gương kính thì liền đời theo xe cho em. Đây các bác nhìn cho em chỉ số này, gương kính thì liền đời theo xe này. Có luôn cả những cái vỉ chắn mưa rồi. Những cái tiểu tiết này không có cũng không sao, mà có thì là tốt, đỡ phải lắp. Nhiều bác lại thích và lắp những cái vỉ chắn mưa như thế này. Lẹp chân kính sáng quắc luôn, các bác nhìn cho em này. Kính là gương này, gương liền đời của Hàn Quốc luôn nhé. Bản này là bản nhập Hàn cho em. 235 triệu dành cho những bác nào thật sự yêu thích dòng Kia đi nhỏ gọn và số tự động. Chất lượng thì em sẽ quay chi tiết nhất cho mình và cam kết trực tiếp bằng văn bản, không đâm xô, không ngập nước, hồ sơ pháp lý không tranh chấp và cũng không phạt nguội. Với chiếc này thì mình không thể làm trả góp được, vì đời của nó là đời 2010 và giá trị của nó dưới 300 triệu. Thì chiếc này em cũng nói luôn là không làm trả góp được, chỉ có hơn 200 triệu một chút thôi. Tất cả gương kính chỉnh cho em này, nút bấm auto này, hạ cửa kính này, móc khóa còn rất là sáng luôn. Riêng cái phần này làm phần da mềm cho em. Phần trên táp ly là dựa cứng, còn phần dưới này là da mềm với cái tông màu lô rất là sạch sẽ nè. Cốp để đồ đây, giống như bác chủ cũ thì để một cái khăn giấy ở đây. Loa to bản nhá. Đấy, móc khóa các bác nhìn này, móc này, rất là sáng luôn. Từng con ốc này, từng con ốc em sẽ quay thật là chi tiết cho các bác này, không một con nào bị vặn xoáy này. Cái này là cái sticker để sản xuất nhá. Đây, cái phần này nó không giống như chiếc xe, cái gioăng này nó cứng lắm. Đây, cái gioăng này rất là cứng này, chắc chắn luôn. Ghế da là một bộ ghế da màu đen, nhưng ở khu vực Việt này đã đi một cái nước sơn màu vàng. Nhìn cái ghế da rất là lổi luôn, em quay xa cho các bác nhìn này. Nhìn cái ghế da rất là lổi. Chất lượng da này các bác nhìn đây ạ, rất là chất cho em. Với bản Kia Morning này thì có trang bị cho em túi khí an toàn ở trên vô lăng và túi khí an toàn ở bên ghế phụ nhá. Táp lô đẹp căng luôn, táp lô đẹp căng. Cụm đồng hồ đây thể hiện đây ạ. Tắt thanh gió điều hòa từ những cái lúm như thế này vẫn còn nguyên cho em nhá, rất là mát luôn. Điều hòa auto cho em rồi, sấy sưởi kính này, lấy gió 3 vị trí này, kết nối cổng sạc USB, có hai chai nước luôn, để như thế này. Hai chai nước em sẽ vứt đi cho nó đỡ sạch xe. Có chỗ để nước này, tẩu thuốc này, cổng ao ấy đầy đủ nhá. Đầu đài nguyên bản theo xe, kết nối cho em nghe gọi, sấy sưởi kính trong ngoài. Và có đầu DVD nữa này. Option đây rất là nhiều nhá. Màn hình thì hơi bé thôi nhưng cũng đủ kết nối cho mình nghe nhạc rất là hay. Đầu DVD. Tay cầm các bác nhìn cho em này, cái tay cầm số này. Ba cấp như thế này. Đấy, cần số đây. Phanh tay sẽ như thế này. Đây phanh tay ạ, dẫn còn rất là sáng này. Ghế da này không hề bị rách, không hề bị lát. Ghế da còn rất là chắc chắn và đẹp cho em.
từng cái chi tiết gương nhỏ nhất cũng là liền đời cho em đây nhá. Em sẽ quay cho mình. Táp ly phía bên cửa dưới cũng vậy luôn ạ. Táp ly còn đẹp cho em, đời 2010. Nếu như bác chủ nào mà không giữ gìn được thì là xe nó sẽ bị lát ngay, hoặc là xe đâm xô ngập nước thì sẽ không bao giờ giữ được cho mình một cái vẻ đẹp như thế này. Đây là cái móc khóa an toàn của trẻ nhỏ, là gì? Khi các bác lưu thông, các bác chốt cái móc khóa này vào thì trẻ nhỏ sẽ không tự ý mở cửa được khi mà bác đang lưu thông trên đường, đúng không ạ? Nhiều bác cứ sợ là đang đi con nó mở cửa ra thì sao, nhưng có móc khóa rồi, thiết kế cho mình, thiết kế gia đình, một cái tâm lý tinh tế thiết kế gia đình nên phải thiết kế khi nhà có trẻ nhỏ này. Hàng ghế thứ hai cực kỳ rộng rãi cho em, móc khóa cửa sáng choang đẹp, đóng cửa chắc lịch, những khớp lối thì cực khít này đó, sơn màu vàng đẹp nhá. La răng thể thao các bác nhìn cho em, logo Kia ở giữa này gầm bệ đây ạ, sáng choang cho em luôn. Phía sau thiết kế thì có hai mắt cảm biến này, tức là xe có màn hình giải trí này, mắt cảm biến va chạm này, cam lùi đầy đủ này, cụm đèn hậu phía sau đây ạ. Thiết kế là hai cái hình tròn như thế này, cụm đèn hậu siêu sắc nét to lùng luôn, có đèn báo rẽ trên cao nhé. Biển 88 với cái dòng bản hatchback như thế này thì khoang cốp sẽ để được cho mình ba cái ba lô to của con, 3 đến 5 cái, còn vali thì hai cái nhỏ cỡ vừa thôi. Nó không giống như bản sedan, bản hatchback thì khoang cốp nó sẽ nhỏ hơn. Nhưng các bác nhìn này, em quay từ dưới lên, với cái hàng ghế như thế này, hàng ghế thứ hai các bác ngồi cũng cực kỳ thoải mái này. Wow, lốp sơ cua, dụng cụ tăng kích lốp còn đẹp zin cho em này. Sàn bệ rất là sạch sẽ, chứng tỏ một điều bác chủ cũ rất là gìn giữ em nó luôn. Từng con ốc ở cái phần cánh cửa ở phía cốp này em cũng quay cho mình. Nốt đinh tán này, máng nước đây các bác nhìn này, lốp dập đinh tán của nhà sản xuất này, máng nước này, gioăng ôm hết phần cánh cửa, không một phân nào bị mục mọt ạ. Đây, đó các bác nhìn thấy chưa, keo chỉ ghi nắp cabo em cũng quay cho mình, lỗ thoát nước này, cái phần nhựa cứng này. Em sẽ quay sang bên đây, hôm nay thì em quay thật là chi tiết cho mình về chiếc xe Kia Morning này. Nước sơn màu vàng la răng hoa mai đẹp luôn. Đây, gương kính cũng là liền đời theo xe cho em nhé. Vỉ chắn mưa hai bên đều có, bốn cánh cửa đều có đầy đủ này. Phần này là da mềm này, táp ly đẹp luôn. Móc khóa trẻ nhỏ thông minh, lỗ thoát nước này không hề bị dỉ xét này, loa to bản luôn. Móc khóa bên đây cũng vậy, ghế da đây ạ, rất là rộng rãi luôn. La răng hoa mai thể thao. Còn một chút nữa thì em sẽ đi đến khoang động cơ máy móc để em quay cho khách hàng nhà mình được chiêm ngưỡng về khoang động cơ máy móc của em nó nhé. Táp đi cánh phụ bên bác tài cũng vậy luôn ạ. Hai cái loa chép nhỏ ở bên, hai bốn loa to bản bốn bên cánh cửa và hai loa chép nhỏ ở bên này. Móc khóa sáng choang luôn nhé. Táp lô đẹp căng luôn rồi, nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Có cọc để đồ nữa này, điều hòa các bác nhìn này, sấy sưởi kính đầy đủ. Bây giờ thì em sẽ đi ra bên ngoài, em sẽ quay cho mình khoang động cơ máy móc ạ. Và đây là bên trong khoang động cơ máy móc của chiếc xe Kia Morning bản nhập khẩu đời 2010, số tự động, trang bị động cơ chỉ có 1.0 thôi, 5 chỗ ngồi mà 1.0 thì siêu tiết kiệm nhiên liệu cho em. Em quay cho mình từ phần tai đèn này, khoang động cơ máy móc này, ắc quy này, cam kết là không đâm xô và không ngập nước tới khách hàng nhà mình. Keo chỉ ghi nắp cabo cho em này, các lỗ của nhà sản xuất này, còn nguyên zin đẹp cho em nhé. Giá chỉ có 235 triệu. Những bác nào thật sự quan tâm đến dòng Kia Morning này thì hãy gọi ngay cho em Lê Hương qua hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn này. Địa chỉ bày bán bên em là 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Rất mong sẽ nhận được những cuộc gọi, những cái inbox của khách hàng nhà mình. Còn video của em đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng thân yêu vào những video tiếp theo ạ.